Vừa qua, anh chàng nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Kiên đã ra mắt MV có tên Thiên Đường Cô Đơn, kết hợp cùng một ca sĩ có nghệ danh là Hoắc Loli. Dù MV khi lên sóng có lượt view khá thấp, chỉ với hơn 12.000 lượt xem, nhưng trên bảng xếp hạng iTunes ca khúc đã bay thẳng lên vị trí No. 1 và còn vượt qua cả La Lisa của Lisa Blackpink. Bên cạnh sự quan tâm dành cho sản phẩm của Kiên, thì giọng hát của cô nàng Loli trong MV cũng gây chú ý không kém. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là chất giọng vô cùng quen thuộc, dễ nhận biết và thi nhau gọi tên Chibu. Bên dưới MV, cộng đồng mạng đang xôn xao nghi vấn, Chibu đã âm thầm đổi nghệ danh, ra MV không kèn không trống và thậm chí còn giấu cả mặt. Chưa hết, Kiên và Chibu cũng từng có dịp hợp tác với nhau trong sản phẩm âm nhạc Cung Đàn Vỡ Đôi ra mắt tháng 6 2020. Chính điều này càng khiến cho cộng đồng mạng nghi vấn rằng cả hai đã tái hợp với sản phẩm Thiên Đường Cô Đơn, nhưng lần này Chibu đã đổi nghệ danh và comeback đầy bí ẩn. Tuy nhiên, trên kênh YouTube chính chủ đăng tải MV Thiên Đường Cô Đơn lại khẳng định đây là màn kết hợp lần đầu tiên giữa Kiên và Loli. Không chỉ vậy, trên story Instagram của cô nàng Loli cũng chia sẻ đây là ca khúc lần đầu ra mắt nên không tránh được sự hồi hộp. Rất có thể đây chỉ là trường hợp giọng hát giống Chibu chứ không hoàn toàn là màn comeback bí ẩn và đổi nghệ danh như cộng đồng mạng đang nghi vấn. Về phía tác giả ca khúc Kiên, khi được netizen đặt nghi vấn, anh đã thẳng thừng từ chối trả lời những bình luận khiếm nhã.